Hello, xin chào tất cả quý anh chị cô bác nhé. Hôm nay em lại có một sản phẩm lên với mọi người đây. Hôm nay là em có một bộ bát là một bộ xếp tổ của bát tô này là 3 chiếc. Nhưng hàng này thực sự là hàng quá hiếm luôn mọi người ạ. Hàng này thì phải cực kỳ khó tìm luôn. Bộ bát tô này là họa tiết vẽ tay khảm vàng 24K mọi người nhé. Đây, những cái chỗ này là toàn bộ là vàng 24K này mọi người. Đấy, có vẽ ông Tơ bà Nguyệt và có một vị thần Kim Quy ở bên cạnh nữa mọi người. Đấy, và một cặp chim, một cặp hạc nhé mọi người nhé. Mình cứ quen bách hạc. Đấy, họa tiết thì là toàn bộ vẽ tay khảm vàng 24K, rất là đẹp luôn. Đấy, bộ này thì là quá là tuyệt vời luôn. Hôm nay em lên thì chắc chắn là ở hàng này bác nào sưu tầm về thì chắc là chỉ có một cặp này, chắc không có cặp thứ hai đâu mọi người. Bộ này là từ thời Meiji nhé mọi người nhé. Ở cửa hàng là họ khi em mua ở cửa hàng ấy thì là chủ cửa hàng lấy quyển sổ ghi ra của cái này là đọc lại cho em được biết là cái bộ này là từ thời Meiji đến bây giờ nó độ khoảng hơn 100 năm này mọi người ạ. Bán này bây giờ chắc chắn là sẽ không có trên thị trường nữa đâu mọi người. Đây, truyện Kutani, chữ Kutani mọi người nhé. Chữ rất nhỏ, rất là đẹp luôn. Bộ bát tô này thì quá là tuyệt vời luôn mọi người. Em đo chiều cao của nó đây mọi người. Chiều cao của nó là 9 nha mọi người nhé. Mặt của nó là 30,5 mọi người ạ. Đấy, cái nhỏ nhất mà là đã 30,5 rồi. Đây, quay cho mọi người xem này. Cái nhỏ nhất là 30,5 rồi. Cái bộ bát này thì em khẳng định luôn là không bao giờ có bộ thứ hai mất rồi mọi người. Đây, cho mọi người xem này. Khảm vàng 24K này. Toàn bộ đây là vàng 24K. Ở quay này có nhìn rõ không em? Đây, như ở những cái chỗ này. Em quay lại sát cho mọi người xem. Toàn bộ là vàng 24K nhé mọi người nhé. Em quay xung quanh bát cho mọi người xem. Nó hơi rung thì mọi người xem, mọi người thông cảm cho em nhé. Đây, mọi người xem cái cào này. Cái cào này là bằng vàng 24K đây mọi người. Đấy, mọi người nhìn kỹ rồi. Đấy, vàng 24K nhé. Hơn 100 năm này rồi chứ không phải là hàng mới đâu mọi người nhé. Đây, chuyện đây cho mọi người xem. Chuyện đây. Đấy. Hàng này thì leng keng luôn, lành tít luôn, không lỗi làm gì luôn cả. Đây, để em đo mặt cho mọi người xem. Mặt của chiếc to này là 33,5 mọi người nhé. 33,5. Chiều cao của nó là 10,5 mọi người nhé. Chiều cao của em bát này là 33,5. Đấy, mọi người mà ai mà muốn mua bộ này ấy, thì cứ liên hệ với em. Em bán một chiếc em bán mà em ai mà chất chơi nữa thì mua tất luôn cả ba chiếc này về độc quyền luôn. Đấy, em đo cái mặt này trước. Mặt này là 36,5 nhé mọi người nhé. Đây, 36,5. Chiều sâu của nó là 12,5 mọi người nhé. Chiều sâu 12,5. Cái bộ này thì là nó sẽ rõ nhất này mọi người. Ở trên lưng, ở áo này, toàn bộ những cái chỗ này là toàn bộ là vẽ vàng. Ba cái đều họa tiết y như nhau, vẽ vàng như nhau hết nhá mọi người nhá. Sắc nét này hơn 100 năm mà nghệ nhân người Nhật người ta vẽ có đẹp không mọi người? Quá đẹp. Trên lưng vị thần Kim Quy này nhá mọi người nhá, cũng vẽ vàng, chấm vàng nhá mọi người nhá. Đây, đều bộ những cái mà nhỏ nhỏ chấm chấm này là đều bộ là giác vàng tất mọi người nhá. Đấy, bộ này quá là tuyệt vời luôn. Vị thần Kim Quy đứng ông Tơ và Nguyệt đứng ở bên cái này là bờ biển và đứng ở dưới gốc cây tùng mọi người nhé. Đấy, và đi theo là một vị thần Kim Quy. Quả tuyệt quá tuyệt vời luôn mọi người. Đây, em quay ngoài này cho mọi người xem. Ngoài cũng khảm vàng nhé mọi người nhé. Những cái chỗ này là toàn bộ là khảm vàng mọi người nhé.
Để bộ bát này để kiếm được thì em nghĩ là không chắc là đã có bộ thứ hai đâu mọi người ạ. Thì em đã săn được cái bộ này thì về thì quá là tuyệt vời luôn. À, đây, em quay lại một lần nữa cho mọi người xem là cái họa tiết của nó ở bên trong. Mọi người để hơn 100 năm rồi mà bộ xếp tụ này mà họ vẽ vàng như này thì là quá là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Mặt nó to tận 36. Đây, nghiêng nghiêng này cho mọi người xem. Đấy, vàng luôn. Cái này từ thời Meiji nhé mọi người nhé. Chuẩn 100% là từ thời Meiji luôn mọi người ạ. Mặt nó 30 36,6 không phải 36,5, 36,6. Chiều cao của nó là 10 12,6 mọi người nhé. Nếu mọi người ai mà muốn mua bộ này thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Bây giờ em sẽ để ba chiếc này vào để quay cho mọi người xem. Đấy, đây. Ba chiếc này. Và em có ba chiếc này và em có một chiếc đĩa nữa. Một chiếc đĩa size khủng. Đây em quay luôn cái đĩa này nữa. Đây mọi người, và em giới thiệu luôn là một mọi người là một chiếc đĩa nữa, một chiếc đĩa cũng khảm khảm vàng luôn mọi người nhá. Cũng vẽ ông Tơ Bà Nguyệt. Cái này thì cũng trên 100 năm rồi mọi người nhá. Của Kutani. Đây em quay cho mọi người xem này, mọi người xem cái chôn của nó là mọi người đã biết rồi. Cái này em khẳng định với mọi người là trên 100 năm luôn. Đây, nó vẫn còn trần núm. Ở ngoài là vẽ hạt màu màu đờ, màu 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 bã trầu mọi người nhé. Đây, chữ ký truyện chữ Kutani luôn. Đây, chữ đầu tiên này là chữ Kutani nhé mọi người nhé. Còn bên dưới này là những cái chữ này là nó là chữ Hán cổ, thực ra là em không thể đọc được. Đây, đây quay cho mọi người xem. Đấy, ông Tơ Bà Nguyệt và cũng có một vị thần Kim Quy đi theo nữa. Toàn bộ là khảm vàng, những cái chấm xanh này là toàn bộ nổi khối lên nhá mọi người nhá. Sò là nó gợn gợn, nó giáp giáp nhá mọi người nhá. Mọi người ai mà mua được bộ một cái đĩa này và một cái bát tô nữa thì quá là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Đo chiều rộng, chiều À, để cao. em đo. Em chít cho em quên. Cái bát này thì sai quá khủng luôn mọi người ạ. Cái À, gì đây? cái đĩa này là sai chiều mặt của nó là 45 mọi người nhá. Mặt 45. Chiều cao của nó là 6 mọi người nhá. Chiều cao là 6. Khá là lâu đời rồi, em đi săn được một cặp này thì quá là tuyệt vời luôn. Thôi, em xin phép kết thúc video ở đây đây mọi người. Mọi người ai mà muốn sưu tập cái bộ này về để chơi thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Thôi, em xin phép xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào mọi người.